Hai, để làm chào các bạn nghe. Lâu rồi Lợi không ra ngoài ngoài cánh đồng, ngoài ruộng và trong vô trong rừng. Hôm nay Lợi mới có dịp vào trong trong rừng. Đây. Hôm nay mình coi mình tìm kiếm coi mình có cái gì để mình mới lại hay không. Bây giờ mình mời các bạn theo chân Lợi đi hành trình vào trong cái rừng tràm bí ẩn này. Đã lâu rồi, chắc tính được cả mấy tháng rồi. Nửa năm Lợi không vào trong cái rừng tràm này. Đây. Mịt mù, u ám. U tre hả? Có cái gì không? Cái ổ mối này các bạn, hồi trước là cái đây mùa mưa năm ngoái là mình hái rất là nhiều nấm mối các bạn. Nấm mối này rất nhiều lắm. Mà năm nay chắc hình như là mình vô không đúng đợt hay sao nên nấm mối nó không còn nữa. Chắc bị người ta lụm của tỏi hết rồi. Coi mình đây có cua, có ốc gì không? Có cá gì không để mình bắt mớ về. Mình thấy là làm thấy có gì đây, có gì đó này. Nó mới ngon ngó đầu lên. Bây giờ mình móc coi. Mình móc tôi thôi, có con gì không? Chắc có cua đây. Ôi có con cua. Chắc kiếm mớ cua về nhà mình nấu một bát canh cua chứ. Phải con cua không ta? Hay là có một kẹp ta? Mình vẫn chưa thấy nó được. Ôi trời, mình nghĩ là cua dè bọc kẹp. Ôi trời, hên quá. Ôi. Các bạn thấy không? Có những cái lỗ mà mình không có nào mà mình biết, mình nghĩ là cua nhưng mình mò tay vào là bọc kẹp. Hên quá, xem chích mình. Hên nó chưa chích. Hên quá, số mình còn số hên. À, các bạn nghe nhớ để ý nha các bạn. Sau này các bạn moi móc gì phải nhớ để ý nha. Trong cua thực tế không phải là cua đâu, mà là những cái điều mà nguy hiểm hơn mình tưởng tượng á. À, thôi mình thả đi. Chắc lần sau mình gặp cái hang khác mình phải từ từ mình phải móc từ từ mình kiểm tra. Lỡ nó không phải là cái hang tốt mà hang xấu thôi luôn á. Nguy hiểm lắm. Đúng là có mỗi hang mỗi khác nhau. Lần đầu tiên mình móc hang cua thành cái hang bọ cạp tinh nữa chứ. Cặp đen một cặp núi. Tò má la luôn. Thế nãy cái càng của nó bỏ trước kia bỏ sau rồi thôi chắc. Đây. Đúng không? Hên quá. Thôi cha, thả mày đi ạ. Đi bắt cái hang khác. Xui. Lần sau mình kiếm cái hang khác mình phải cẩn thận hơn. Chắc như mình đi một vòng cái mình ra ngoài này. Mà cánh đồng đi, cánh đồng ít nó bọc cạp hơn, ít rắn, đỡ nguy hiểm hơn. Ôi, nước ngập mê láng luôn. Có nước lên đâu rồi? Miền Trung lũ lụt đứng ngồi không yên. Ở mình đây thì nước nó không bao nhiêu, mưa không bao nhiêu, mình ở vùng cao, cho nên không lũ lụt như miền Trung. Tội nghiệp thân thương của mình. Thân thương nguồn có gì không ta? Mình đã ra cái đồng rồi các bạn ơi, mình không vô trong cái cánh đập cái đám tràm nữa, nguy hiểm quá, nên sẽ bị con bồ cạp chích. Mình ra đây chắc nghĩ là chắc cua với cá nhiều đây. Đây,
Bây giờ mình sẽ đi mò mấy cua mốt về đây. Ồ, trên đây có cá đây. Ồ, có cái lưới. Tấm chè lưới chắc nghĩ là chắc có đi có gì đây các bạn. Để mình xuống mình kiểm tra thử coi. Tại là số ruộng là số thì nhiều cua các bạn. Suối thì ít. Có. Mình mò có. Được mỗi đó. Cũng được. Cho mình có nè. Ồ, ốc nhiều quá. Ốc phải. Cua ta nãy có ai đi bắt trước mình rồi sao ta? Mình mò không được con nào ta? Bên đây coi. Chắc vậy, sao kỳ lạ. Mình nhớ thấy nhiều cua lắm á. Để mình vô mình coi thử coi cái này có gì không. Ốc không rồi không. À, người ta chặn này ra nè để người ta cho nước ra và ta không cho cua ốc vào sao đây. Cũng không có con gì luôn. Còn ốc không bạn ơi. Ốc không là ốc. Chắc mùa này mùa nuôi ốc rồi. Ốc ăn hết cua rồi. Để mình lên thượng nguồn coi. Mình lên trên kia coi. Để mình phải kiếm được con cua chứ. Cho nó lấy hên chứ. Chứ cái số nãy chắc là lẽ đầu tiên vô mình gặp bò cạp cái là mình xui hết rồi ta. Ốc không. Để mình gặp bò cạp đó mình xui luôn ha. Ôi. Toàn bộ hai ốc không bạn? Trong toàn hai giờ hàng ốc không à. Mình không thấy có con nào luôn. Xui xui rồi. Mày thất thu rồi. Đúng là đầu tiên vô gặp bò cạp thôi là xui rồi. Giờ gặp toàn là ốc không à. Ốc to, ốc nhỏ, ốc lớn, ốc bé. Ốc anh, ốc chị. Ốc gì cũng có. Ốc không là ốc. Thôi lát tao quay lại tao bắt hết ốc về nhà luộc ăn cũng được. Không sao đâu. Đây, mình cũng kiếm được mớ ốc. Lát tao quay lại kiếm mớ ốc cũng được các bạn. Ốc rất là nhiều. Chỉ có một đường nhỏ xíu thôi mà ốc tràn lan đại hải. Cho mày làm. Nằm góc đi, lát nó bắt về sau. Kiếm được con cua lấy hên mới đã. Mọc mọc. Ui. Số ăn không phải là số hưởng. À, số ăn không phải số hưởng. Hưởng toàn ốc không. Ủa cái gì đấy? Một con cá chết trôi các bạn ơi. Một con cá chết trôi. Ủa. Con cá chết trôi rồi. Kỳ sao ta? Hay chắc nãy có ai đi trước mình rồi. Ai này chắc cái dòng mà bị chết cá nè. Bị ai chết cá giật nè. Ủa. Ốc nó bu bên người luôn. Ủa. Ốc bu người đáng lẽ tính ra nó cũng chết lâu rồi ta. Thôi coi. Nó còn há miệng nó còn ngấp ngáp. Thôi coi, để mình coi, để mình kiểm tra thôi coi. Được số hưởng không ta? Ồ, này các bạn coi nè. Ồ, ốc nè, ốc nó bám bên người con này luôn, con cá luôn. Là đủ hiểu là hơi bị lâu rồi đó. Là đủ hiểu là con cá nằm đây hơi bị lâu rồi đó. Để mình kiểm tra thôi coi nó còn sống hay chết. Nó còn sống là mình số hưởng á. Chìm nghiệm ơi. Con thấy coi. Hình như mình thấy nó còn sống các bạn. Còn nó bóng. Cái mang nó còn đập, cái mang nó còn ngoe ngoải. Không. Chắc số mình còn thưởng rồi. À, còn sống. Sống mà chắc lắm.
nó bị người ta chích điện đó các bạn, nên nó đơ đơ đơ, nó không đi đâu được nữa. Cái dòng mà cá đồng mà nè, ưu đù được mình được cá bóng hô. Dòng cá đồng cá bóng mà chích dính điện một cái là nó ngậm cổ tỏ luôn rồi. Hên quá bà ơi, hên quá. Số mình số hưởng rồi. Ô cua không có, bắt được con cá mà hên quá, mấy người ta chích cá người ta nhường cho mình đây. Ô đã quá. Được vậy là trưa nay có được một bữa ăn rồi. Ô cua, mùa nước lê cua, sát cua không. Ô tính nó không còn gì nữa rồi. Đây là mấy con, chờ tao một chút. Tao lên tao kiểm tra mấy cái chỗ này ai đắp đây. Nước lên sao đắp chi không biết, đắp chi là mình không còn nước. Ủa hình như có cua ơi. Hình như là cua nó nắng quá, nó nằm đây, nó đắp đây hết rồi sao hả chị? Bây giờ bắt không được con nào. Thì đây đây gì, nó đang bò ra đây. Chụp mày con nè. Một con. Đây. Nhẹ, đừng thả ra. Đây nó. Nguyên một cái ổ cua các bạn. Mình nghĩ là mình còn, nếu mà nó còn con này mình sẽ còn, để mà dỡ hết này luôn. Phải lên nó được rồi, phải lên nó được. Đi lại, đây. Vô. À thì ra mình biết là buổi trưa nắng nó hay chui đây, nó nghỉ mát. Đây các bạn coi nè. Xin được phóng mình đây này. Đây các bạn thấy không? Nguyên một mớ cua luôn. Hên quá. Tại các bạn biết sao không? Tại vì buổi trưa nắng này nè, cua của mình nó hay kiếm chỗ nào mát mát nó trú ẩn. Như cái chỗ này là hồi sáng vừa rồi hình như có người ta mới đắp bùn, đắp sình vậy á, đắp nước á các bạn. Đây. Cho nên chắc là nó cái đất nó mát á, nó chui vô nó ngủ. Chui nó chú mát mà hên quá, mình lên đây là mình cặp mình kiếm được mớ cua hên. Số mình số hưởng rồi. Là không bị bò cạp chích, nếu mà bị bò cạp chích nó chắc xui hơn nữa các bạn. Nha. Đây là cái gì mà là muốn chia sẻ các bạn về cái cuộc hành trình mà đi ra ngoài đồng mình bắt cua mà mình được mớ cua và được một mớ được à quên, được một con cá. Con cá như cái gì ta gọi là cái gì, cá bóng, con bóng bằng bang, cá bóng chết trôi à, cũng hên nó mình cứu thì kịp thời nha, nó chưa chết được, nó còn ngáp mà lát nữa biết nó có qua khỏi hay không. Thôi là lời rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Đây những loại gì mà lời rồi mới chia sẻ các bạn về cái cuộc sống mà thôn quê bình thường của bên mình, là muốn ăn cái gì mình cứ ra ngoài cánh đồng ngoài ruộng mình mò mình bắt chút xíu là cũng có ăn rồi. Cái này là mình chưa làm bảy, chắc là sau mình sẽ làm thêm một, mình sẽ làm bắt làm bẫy cá, tại đây cá nhiều lắm, cá bóng phải còn, chắc chắn sẽ còn nữa ha. Chào mừng các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.